Chào mừng các bạn đã trở lại kênh của Nu Skin 88. Bộ ba sản phẩm dầu gội, xả và kem ủ tóc Nu Skin Moisturizing. Bộ ba sản phẩm dầu gội, xả và kem ủ tóc Nu Skin Moisturizing là sự lựa chọn hoàn hảo nhất để chăm sóc tóc cho chị em phụ nữ thời hiện đại. Nu Skin với sự tổng hợp của nhiều dưỡng chất, giúp phục hồi tóc hư tổn, dưỡng ẩm và làm mềm tóc, cho tóc bồng bềnh và vào nếp gọn gàng. Giới thiệu sản phẩm, bộ ba sản phẩm dầu gội, xả và kem ủ tóc Nu Skin Moisturizing là sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Thành phần chứa trong bộ sản phẩm này có thể phục hồi sự chắc khỏe, bóng mượt và sức sống cho tóc chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Bộ sản phẩm gồm dầu gội Nu Skin Moisturizing Shampoo 250ml, dầu xả Rich Conditioner 250ml và kem ủ tóc Renew Hair Mask 100g. Công dụng của bộ ba sản phẩm dầu gội, xả và kem ủ tóc Nu Skin Moisturizing, tăng cường dưỡng chất nuôi dưỡng tóc chắc khỏe. Thành phần dưỡng thấm sâu vào lớp biểu bì, phục hồi cấu trúc tóc, làm mềm lớp biểu bì, lấp đầy các vết nứt của từng sợi tóc, tăng cường sức sống cho mái tóc. Công dụng dưỡng ẩm tuyệt vời sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời của những bạn có mái tóc khô, sơ rối, trẻ ngọn, giúp tóc xuân mượt, vào nếp gọn gàng và dễ tạo kiểu. Nu Skin bảo vệ tóc trước các tác động của hóa chất, nhiệt và ánh nắng, khói bụi. Bảo vệ tóc hoàn hảo, ngăn ngừa hư tổn. Sử dụng trọn bộ chăm sóc tóc của Nu Skin, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi đáng kinh ngạc chỉ sau một tuần sử dụng. Chi tiết sản phẩm, dầu gội Nu Skin Moisturizing, thành phần chủ yếu chiết xuất từ hoa của cây bông, có tác dụng dưỡng ẩm tự nhiên, làm mềm lớp biểu bì và bảo vệ cấu trúc keratin. Thành phần bơ hạt mỡ lấp đầy các vết gãy nứt trên tóc, tăng cường sức mạnh cho tóc. Ngoài ra thành phần từ thiên nhiên giúp làm sạch da đầu và tóc sau một ngày dài bám bụi ô nhiễm. Dầu xả Nu Skin Rich, thành phần giàu dưỡng chất, nâng cao sức mạnh gấp 3 lần, phục hồi tóc hư tổn, phục hồi biểu bì, khôi phục sự mềm mại và sức sống cho mái tóc. Dầu xả với creatine nâng cao sức mạnh phần lõi tóc và CS7 tăng cường sự bóng mượt, bồng bềnh. Kem ủ tóc Renew Hair Mask, kem ủ tóc chuyên sâu, bổ sung dưỡng chất và độ ẩm tối đa, vừa cân bằng pH cho tóc, vừa dưỡng tóc bóng khỏe. Kem ủ khôi phục sự mềm mại và tái tạo biểu bì tóc. Bổ sung thành phần chiết xuất từ hạt bọt có giúp tóc dày, bồng bềnh và mượt mà. Chăm sóc tóc bằng Nu Skin có tốt không? Nu Skin là thương hiệu mỹ phẩm, chăm sóc cơ thể cao cấp của Mỹ. Những sản phẩm của hãng được đánh giá rất cao và rất được ưa chuộng tại Mỹ cùng nhiều quốc gia trên thế giới bởi chất lượng tuyệt vời. Bộ ba sản phẩm dầu gội, xả và kem ủ tóc Nu Skin Moisturizing được sáng tạo và phát triển dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu về tóc hư tổn của các chuyên gia hàng đầu Nu Skin. Với công nghệ sản xuất tiên tiến và hiện đại bậc nhất thế giới, dầu gội, xả và ủ tóc Nu Skin đảm bảo chất lượng tốt, phục hồi và dưỡng tóc hiệu quả, đồng thời không chứa các thành phần độc hại ảnh hưởng đến da đầu và sức khỏe, không gây kích ứng. Bộ sản phẩm được sử dụng rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới và nhận được nhiều phản hồi, review tích cực trên các trang làm đẹp. Nu Skin thuộc top những dòng sản phẩm chăm sóc tóc tốt nhất thế giới, mang lại vẻ đẹp, sức sống cho chị em phụ nữ. Hướng dẫn sử dụng, B1, làm ướt tóc, lấy một lượng dầu gội Nu Skin vừa đủ ra lòng bàn tay rồi thoa đều lên tóc, thêm nước để tạo bọt. Massage nhẹ nhàng da đầu và tóc, sau đó xả thật sạch bằng nước. B2, tiếp tục sử dụng dầu xả Nu Skin Rich thoa đều lên tóc, vuốt nhẹ theo chiều xuôi của tóc, chú ý phần tóc khô rối và trẻ ngọn nhất. Sau đó xả sạch bằng nước. B3, lấy khăn mềm lau bớt nước, dùng một ít kem ủ thoa đều lên phần thân và ngọn tóc, lấy khăn quấn lại và ủ tóc từ 15 đến 20 phút. Sau khi gỡ khăn ra, xả thật sạch bằng nước. Đối với kem ủ, cần sử dụng một lần trên tuần để đạt hiệu quả tốt. Bảo quản bộ sản phẩm nơi thoáng mát, tránh ánh nắng và tránh xa tầm tay trẻ em. Nếu sản phẩm dính vào mắt, hãy rửa thật sạch bằng nước. Đăng ký kênh Nu Skin 88 để nhận được thông báo cho video mới nhất nhé.